còn trong trắng thơ ngày. Người trai tráng yêu cuộc đời tươi sáng, bước chân say sưa đi trên đường. Tình yêu đón chờ đêm tối về, dìu nhau trên đường phố dịu hương tóc thề vai sát kề, đời như giấc mơ. La 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 la. Để lòng nhớ thành đô, để lòng nhớ thành đô. Trời ơi đỉnh kìa. Thì ra ca sĩ bí ẩn thứ bảy là vợ của anh Chí Tài. Xin trân trọng giới thiệu quý vị ca sĩ Phương Loan. Chị Phương Loan rất là bất ngờ đợt này về thăm anh Tài, và vì Khương là cái người đã dụ dỗ chị mà 3 ngày nay và làm cái quà bất ngờ cho anh Chí Tài tặng cho anh. Đây em là cái nhân chứng vật mà luôn luôn là coi như áp đảo tinh thần của anh Chí Tài. Bởi vì mỗi khi làm việc là chị Việt Hương chỉ nắm được cái bài ác chủ. Anh dễ thương lắm chị, anh Chí Tài dễ thương. Hèn chi hôm nay dạ, anh Chí Tài anh ít nói. Thôi dạ. Chị Loan chia sẻ một vài cảm xúc trong ngày hôm nay đi, như thế nào? Trước tiên Phương Loan xin gửi lời chào đến Quyền Linh, đội chủ nhà, đội khách và ban bình luận. Phương Loan xin kính chào quý vị. Đi hát nhiều không có sợ mà sao hôm nay hát lại run và sợ. Bởi vì lúc nhớ tới có ông xã ngồi ở dưới sao sợ quá là sợ. Hôn đi, 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 hôn đi. Ta là kỷ niệm 35 năm anh Quyền Linh, 35 năm. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Cái đó là hỡi. Hít, hít hỡi. 35 năm làm cho đàn em học hỏi nè. Hôn đi. Hỡi nữa. Mẹ lên rồi ha. Nay anh bữa nay anh mất lửa luôn rồi. Khô môi quá. Ở nhà anh hay gọi chị Loan là tên gì? Bé heo, bé heo. Hả? Hả? Tại vì dễ cưng. Đây là tuy năm nay là cái tuổi là 58 rồi, nhưng wow, mà lúc nào cũng câu mình giống như là 18. Ở nhà cứ xưng là bé heo, bé heo. Bé heo là tại vì ở nhà là tuổi hợi, tự đặt là bé heo. Con Tài là tuổi tuất, tức là con chó. Nhưng bà lúc nào cũng gọi là bé ngu. Ủa sao kỳ vậy? Nghe lời vợ. Là tại vì nói gì tôi cũng nghe thôi. Rồi một lần nữa thì chúc cho anh chị trăm năm hạnh phúc, mãi mãi bình an. Và cảm ơn chị Phương Loan đã không ngại đường xá quá xa xôi về thăm dự chương trình.